Trong clip này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để các bạn có thể tự cập nhật WordPress thủ công. Xin chào các bạn, rất là vui khi được gặp lại các bạn trong video clip này. Mình là Nguyễn Minh Phụng. Và khi các bạn có một cái thời gian sử dụng WordPress lâu ngày và nhiều khi chúng ta sẽ gặp cái trường hợp là website của chúng ta bị lỗi. Nguyên nhân có thể là do chúng ta bị nhiễm mã độc hoặc là những cái nguyên nhân nào đó nó khiến cho những cái cấu trúc file và thư mục trên WordPress nó không còn là nguyên mẫu nữa. Nó sẽ nhiều cái tập tin lạ ở trong đó, nó khiến cho website của chúng ta hoạt động chậm đi hoặc là bị lỗi. Thì cái cách mà chúng ta thường làm đó là chúng ta cập nhật lại cái WordPress của mình. Nhưng mà đôi khi chúng ta không vào được cái trang quản trị của cái trang WordPress của mình, nên là chúng ta không có sử dụng cái chức năng là cài lại WordPress tự động ở trên đó. Thế thì cái phương án là cập nhật thủ công là cái phương án mà bạn nên nghĩ đến. Chúng ta sẽ thay thế tất cả những cái file của WordPress bằng những cái file mới nhất để chúng ta xem là có giải quyết được cái tình trạng là lỗi website của mình hay không. Thì trong clip này thì mình sẽ sử dụng cái trang là phụng.vn để làm demo cho các bạn nha. Rồi, để làm được điều này thì các bạn sẽ, bước 1 là các bạn sẽ tiến hành truy cập vào cái website là wordpress.org để chúng ta có thể tải về cái mã nguồn mới nhất từ WordPress. Thì các bạn bấm vào Get WordPress để các bạn tải cái file mã nguồn về. Thì sau khi các bạn tải về thì chúng ta sẽ được cái file giống như thế này, một cái file zip ha. Rồi, sau đó các bạn sẽ chuột phải và chọn extract để chúng ta giải nén cái file này ra. Rồi, sau khi các bạn giải nén ra xong rồi thì các bạn truy cập vào, chúng ta sẽ tiến hành xóa đi cái thư mục là WP Content. Cái thư mục này thì nó sẽ chứa là những cái plugin, chứa những cái giao diện và những cái thư mục upload mặc định của WordPress mà chúng ta muốn giữ lại cái dữ liệu trên host của chúng ta đang có và không muốn bổ sung thêm, nên là chúng ta sẽ xóa đi. Các bạn xóa đi nha. Rồi, xóa đi. Rồi, sau khi xóa xong rồi thì coi như là chúng ta đã chuẩn bị xong những cái file này rồi, thì các bạn sẽ tiến hành là nén lại. Các bạn nén zip lại luôn nha. Rồi, nén lại. Rồi, trong lúc mà chờ nó nén á thì mình sẽ đi qua cái bước tiếp theo luôn. Còn cái quá trình nén thì chúng ta cứ để đó, để cho nó nén. Các bạn sẽ truy cập vào cái host của mình nha. Thì đây là cái giao diện host của phụng.vn. Thì mình đang sử dụng cái hệ quản trị host tên là Direct Admin. Đối với các host khác, ví dụ sử dụng như cPanel, thì các bạn cũng làm tương tự như vậy nha. Thì trên host này thì các bạn sẽ tiến hành vào cái chỗ là File Manager. File Manager, cái chức năng quản lý tệp tin ở trên host đó. Thì chúng ta vào đây. Rồi, chúng ta sẽ vào là Public HTML. Tại đây thì chúng ta sẽ thấy rất là nhiều cái thư mục và file của WordPress. Thì điều bạn cần làm là các bạn sẽ chọn là Split On. Chúng ta đánh dấu tất cả các file và tệp tin này. Bây giờ thì chúng ta sẽ bỏ chọn đi cái thư mục là WP Content. Có nghĩa rằng chúng ta sẽ xóa hết tất cả các file, nhưng mà chúng ta sẽ chừa lại cái thư mục là WP Content nha. Rồi, tiếp theo các bạn sẽ chừa lại luôn một cái file, đó là WP Config. Chúng ta chừa lại luôn. Thì cái file này á, nó chứa cái thông số kết nối đến cơ sở dữ liệu. Do đó là nếu như mà dữ liệu của chúng ta không có gì thay đổi á, thì chúng ta cũng phải chừa lại luôn. Rồi, ok, còn lại thì các bạn sẽ chọn hết luôn. Rồi, chúng ta nhớ là chừa lại thư mục là WP Content và chừa lại là WP Config. Rồi, ok, thì bây giờ chúng ta sẽ nhấn nút xóa nha. Rồi, các bạn cứ nhấn đi, thoải mái, đừng có lo. Rồi, bấm nút xóa. Rồi, bây giờ xóa hết rồi. Chỉ còn lại cái file và cái thư mục này thôi. Các bạn sẽ bấm, bây giờ mình sẽ bấm thử lại cái trang này F5 lại, coi là nó có lỗi gì không. Rồi, ok, do là chúng ta xóa hết rồi nên là web họ không truy cập vào được nữa nha. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành upload những cái thư mục và cái file thay thế lên. Chúng ta sẽ vào là upload file to current directory. Chúng ta sẽ chọn tệp tin. Chúng ta sẽ chọn cái file mà lúc nãy chúng ta đã nén rồi đó. Chúng ta
upload lên, và chúng ta sẽ bấm vào nút là upload file để chúng ta tải cái tập tin lên nha. Sau khi tải xong rồi thì chúng ta sẽ quay trở lại cái thư mục, và các bạn sẽ chọn là extract. Extract là để giải nén cái file này ra. Rồi chúng ta giải cái nén cái file này ra nha. Rồi chúng ta sẽ chọn là extract. Rồi chúng ta sẽ quay lại. Thì nó sẽ xuất hiện ra những cái file này rồi. Rồi ok. Thế thì chúng ta đã giải nén thành công cái file dữ liệu mới nhất download từ WordPress.org lên trên host. Và bây giờ thì chúng ta sẽ F5 lại. Thế thì cái web chúng ta nó sẽ ra bình thường rồi nha các bạn. Nó sẽ ra bình thường rồi nha. Nhưng mà ở đây thì chúng ta sẽ cần phải làm thêm một bước nữa. Đó là chúng ta sẽ tạo lại cái file hset, là cái file cấu hình ở trên host á. Lúc nãy chúng ta đã xóa đi rồi. Rồi. Thì thấy không? Nếu như mà chúng ta chưa có cái file đó thì khi mà bấm vô như những cái bài viết á, hoặc là những cái trang, thì nó sẽ lỗi là lỗi not found, lỗi 404 không tồn tại, do nó không được cấu hình nữa các bạn. Thì để sửa được cái này á, thì các bạn sẽ sạc wp admin đây vào cái này, thì chúng ta sẽ vào được nha. Wp admin. Rồi các bạn sẽ đăng nhập vào cái website của mình nha. Rồi các bạn chờ một chút để mình đăng nhập. Ok, sau khi đăng nhập được rồi á, thì các bạn sẽ vào cái chỗ là setting, tiếng Việt là cài đặt. Và các bạn sẽ chọn là Bemelin hay là đường dẫn tỉnh. Cái chỗ này, quản lý đường dẫn. Rồi, chúng ta vào đây. Sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta lưu lại một lần nữa thôi. Chúng ta lưu lại. Rồi lưu thành công rồi. Bây giờ chúng ta sẽ để ý lại cái thư mục và những cái tập tin ở trên host nè. Chúng ta sẽ không thấy cái file hset nha. Nhưng mà bây giờ chúng ta F5 lại. Thì nó đã được tạo ra cái file này rồi. Thì cái file này nó chính là cấu hình những cái chuyển hướng, cấu hình những cái đường link để đi đến những cái bài viết và trang của chúng ta ở trên website WordPress. Rồi hồi nãy các bạn có để ý là mình sẽ bấm vào những cái bài viết thì nó ra lỗi là 404 không? Thì bây giờ mình sẽ bấm lại cho các bạn xem nè. Vâng, và những cái bài viết thì nó được ra bình thường rồi nha các bạn. Đó, ok rồi. Thì trong clip này thì mình vừa hướng dẫn cho các bạn cách cập nhật WordPress thủ công. Đó, thì cái cách cập nhật này nó sẽ giúp cho các bạn thay thế những cái file hiện có ở trên host bằng những cái file mới nhất, thì giúp cho WordPress của chúng ta luôn luôn mới. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video và chúc các bạn thành công. Nếu như các bạn đang có lỗi trên website của mình thì chúc các bạn sẽ sớm sửa thành công cái web của mình nha. Nếu các bạn cảm thấy video này có giá trị thì hãy ủng hộ mình bằng cách bấm nút like, đăng ký kênh và để lại cái phần bình luận. Thì mình sẽ làm thêm clip để giải đáp cho các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video clip tiếp theo.